Bạo loạn quy mô lớn ở Shakhtar, Điện Kremlin tiết lộ một mưu đồ phía sau. Tướng Ukraine thừa nhận Ukraine có thể vỡ trận tại Adipka. Hạm đội Biển Đen Nga tổn thất lớn sau đòn tấn công liên tiếp của Ukraine. Tiết lộ về đơn vị đặc biệt nhất của Ukraine chuyên tiến hành các nhiệm vụ bí mật. Quân đội Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu quân sự năm 2023. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho biết hàng nghìn người đã tập trung trước tòa nhà Ủy ban Bầu cử Trung ương ở Belgrade, Serbia để phản đối cuộc bầu cử mà các nhà quan sát quốc tế nhận định là thiếu công bằng. Cửa sổ và cửa kính ở lối vào tòa thị chính đã bị đập vỡ. Cuộc biểu tình ở Serbia đã tạo nên một đợt bạo loạn quy mô lớn. RT đưa tin, một đợt bạo loạn quy mô lớn đã bùng phát ở thủ đô Belgrade, Serbia với hàng loạt cuộc biểu tình rầm rộ nhằm phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội Shakby diễn ra ngày 17 tháng 12 vừa qua. Hãng tin Reuters cho biết, dòng người biểu tình đập vỡ cửa sổ và cửa kính ở lối vào của tòa thị chính, buộc cảnh sát phải dùng bình xịt hơi cay mới có thể giải tán đám đông vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày. Cơ quan an ninh Shakby cho biết, họ đã bắt giữ 38 người trong và sau cuộc biểu tình diễn ra ngày 24 tháng 12. Hãng tin CNN ghi nhận, đây là đợt biểu tình thứ 6 ở Belgrade diễn ra liên tiếp sau cuộc bầu cử. Theo CNN, đảng tiến bộ Shakby SNS cầm quyền đã giành được 47% số phiếu trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, phái đoàn giám sát quốc tế cho biết cuộc bầu cử được tổ chức trong điều kiện thiếu công bằng, như truyền thông có sự thiên vị, có sự đe dọa và áp lực đối với cử tri, xuất hiện cả các trường hợp mua phiếu bầu. Chính quyền của tổng thống Alexander Vučić đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng trong việc điều tra các báo cáo liên quan tới những bất thường của cuộc bầu cử. Serbia là quốc gia vùng Balkan đang tìm kiếm tư cách thành viên của EU trong khi vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nga. Liên quan tới tình hình Serbia, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25 tháng 12 cảnh báo, cuộc bạo loạn ở thủ đô Belgrade là do có sự kích động từ bên thứ ba, có thể từ nước ngoài. Ông Peskov nói, rõ ràng đã có những tiến trình và nỗ lực của các bên thứ ba, bao gồm từ nước ngoài, nhằm kích động tình trạng bất ổn ở Belgrade. Đây là những gì chúng ta đang thấy. Bên cạnh đó, quan chức điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào vấn đề nội bộ của Shakhtar. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng cảnh báo phương Tây đang làm biến động tình hình ở Shakhtar bằng cách sử dụng các mánh lưới đảo chính Maidan. Đề cập cuộc nổi dậy đã dẫn tới sự lật đổ của chính phủ Ukraine của Tổng thống Viktor Yanukovych vào năm 2014. Trong khi Tổng thống Vucic ban đầu chỉ gửi lời tri ân phía tình báo nước ngoài và không nêu tên nước nào. Tuy nhiên, sau đó Thủ tướng Shakhtar xác nhận An ninh Nga đã cảnh báo nước này về các cuộc biểu tình kiểu cách mạng màu trước khi chúng nổ ra ở Belgrade. Tổng thống Vucic ban đầu cảm ơn các cơ quan nước ngoài vì đã báo trước cho lực lượng an ninh Shakby về kế hoạch của nhóm bạo loạn. Thủ tướng Shakby Anna Brabic sau đó lên tiếng cảm ơn Nga vì đã hỗ trợ nước này. Thủ tướng Brabic phát biểu trên truyền hình, tôi cảm nhận được điều quan trọng, nhất là trong tối nay, tôi phải đứng lên bảo vệ Shakby và gửi lời cảm ơn các cơ quan an ninh Nga đã cung cấp thông tin cho chúng tôi bà brabic cho biết thêm khi chính phủ shakbi tìm cách phát cảnh báo về vấn đề này nhiều bên đã gạt đi khi chúng tôi chia sẻ thông tin đó với các bên họ nói rằng ồ đó là thông tin sai lệch từ nga đó là lan truyền tin giả bà nói sau cuộc biểu tình ở Belgrade, tổng thống shakbi vushik dự kiến tiếp đại sứ nga alexander botsan kachenko tại dinh thự ngay bên kia quảng trường đối diện nơi đám đông tụ tập trước đó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu hôm 26 tháng 12 rằng phương Tây ban đầu đặt ra các điều kiện với Serbia buộc nước này phải đưa ra lựa chọn khó khăn như chọn phương Tây hay chọn Nga thay vì kết hợp hài hòa các con đường phát triển khác nhau phù hợp với lợi ích của người dân Serbia. Bà Zakharova cho biết những bình luận gần đây từ phương Tây cho thấy họ như đang ra tối hậu thư với Serbia rằng nước này hãy chọn bất kỳ bên nào bạn thích miễn không phải là Nga. Theo bà Zakharova, Ukraine cũng từng rơi vào tình huống chọn chúng tôi hay chọn họ như Sekbi, nhưng mọi cảnh báo khi đó đều bị phất lờ. Giới chức Sekbi chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, có những kế hoạch đã được lên trước của các lực lượng thứ ba, bao gồm cả nước ngoài nhằm kích động tình trạng bất ổn ở thủ đô Beograd sau cuộc bầu cử tại sebi Theo nhiều hình ảnh đăng tải trên các trang mạng xã hội, Hàng nghìn người biểu tình đối lập đã tập trung bên ngoài hội đồng thành phố Beograd hôm 24 tháng 12 để phản đối việc đảng tiến bộ Serbia SNS của Tổng thống Alexander Vucic giành chiến thắng trước Liên minh Serbia chống bạo lực SPN, thân Liên minh châu Âu EU trong cuộc bầu cử quốc hội vào tuần trước. Trong khi đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Sekbi Anna Brabic đã lên tiếng cảm ơn cơ quan mật vụ Nga đã cung cấp thông tin về hoạt động đã được lên kế hoạch của phe đối lập. Bà Bernabic tuyên bố trên truyền hình Sackby rằng thông tin này sẽ không phổ biến ở phương Tây. Các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây đều không đăng tải thông tin về kế hoạch cách mạng màu này. Sebi tuy đang rất mong muốn gia nhập EU, song lại chống lại áp lực từ các nước phương Tây nhằm đưa ra các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Moscow là một trong những đồng minh thân cận nhất của Sebi trong nhiều thập kỷ đặc biệt là sau năm 1999, khi Nga phản đối các cuộc không kích của NATO nhằm vào Nam Tư, bao gồm Serbia và Montenegro. Trong một tuyên bố, Bộ đội vụ Serbia kêu gọi người biểu tình kiềm chế đột nhập vào tòa thị chính. Tổng thống Alexander Vucic cũng khẳng định các lực lượng chức năng đang phản ứng bình tĩnh, cố gắng không làm tổn thương những người biểu tình. Theo hãng tin Reuters, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra Tổng thống Serbia Alexander Vučić đã phải thực hiện các hành động cân bằng khó khăn, giữa một mặt là mối quan hệ văn hóa và tôn giáo sâu sắc của Serbia với Nga và mặt khác là tham vọng gia nhập EU cùng quan hệ đối tác với NATO. Ngoài việc cảnh báo Serbia về vấn đề thân Nga, phương Tây đang có những bước tiến nhỏ trong mở rộng quan hệ thương mại với Serbia nhằm làm giảm sự phụ thuộc của Serbia vào năng lượng của Nga và xoa dịu căng thẳng với Kosovo. Maxim Samorukov, một thành viên của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế nhận định các hành động và mục tiêu tổng thể của Nga trong quan hệ với Sekbi là để nước này đứng ngoài NATO và EU. Không muốn xa lánh EU, Beograd đã phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác, công nhận biên giới trước xung đột của Ukraine, gửi viện trợ nhân đạo và cơ sở hạ tầng cho Kiev, đồng thời nhận những người sơ tán từ cuộc xung đột cả người Ukraine và người Nga. Tuy nhiên, việc Beograd không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow đã bị chỉ trích. Thủ tướng Serbia Ana Brnabic nói rằng, trong khi nước này đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán gia nhập EU, Bruxelles vẫn cần làm nhiều hơn nữa. Bà Brnabic nói với các phóng viên. Dường như mức độ phù hợp với các chính sách đối ngoại và quốc phòng chung của EU dẫn đến việc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga là điều kiện trên hết. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Demostat có trụ sở tại Beograd cho thấy gần 80% người dân Serbia phản đối các biện pháp trừng phạt Nga, chủ yếu là do nội ám ảnh về các lệnh trừng phạt và sự cô lập áp đặt vào những năm 1990 đối với Beograd do vai trò của họ trong các cuộc chiến, liên quan đến sự tan rã của Liên bang Nam Tư. Một cuộc thăm dò riêng của CRTA cũng cho thấy 61% số người Serbia được hỏi cho rằng Beograd nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow ngay cả khi phải trả giá bằng các mối quan hệ với EU. Một cuộc thăm dò khác do chính phủ Serbia tài trợ chỉ ra 43% người Serbia sẽ bỏ phiếu cho tư cách thành viên EU và 32% phản đối. Chuyên gia Samorukov nhận định, trước dư luận chia rẽ như vậy, chiến lược của Tổng thống Vucic là tránh khiến Moscow tức giận và tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời thực hiện các bước để dần tách Serbia khỏi Nga trong nhiều khía cạnh từ kinh tế đến hợp tác an ninh. Tiếp tục thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, phóng viên AP đã được tiếp cận với một trong những đơn vị bí mật nhất của Ukraine, những người nhái sống về đêm thuộc Trung tâm 73 tuyệt mật, vốn chuyên tiến hành các nhiệm vụ bí mật chống lại Nga đằng sau tiền tuyến. Trung tâm 73 là một trong những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ nhất của Ukraine, bao gồm lính trinh sát tiền tuyến, người điều khiển máy bay không người lái, biệt kích phá hoại dưới nước. Họ thường di chuyển giống như một loài lưỡng cư, tính toán, cân nhắc, và tiến hành các cuộc tấn công bí mật nhắm vào lực lượng Nga. Các đội tấn công của họ là một phần của lực lượng tác chiến đặc biệt điều hành quân du kích trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, lẻn vào doanh trại của Nga để đặt bom và đặt cơ sở cho việc giải phóng lại lãnh thổ Nga bị chiếm giữ. Nhiệm vụ của những người nhái Ukraine trên sông Dnieper được xem là một trong số ít thành công trong cuộc phản công của quân đội Ukraine trong mùa hè năm 2023. Vào cuối tháng 5, 73 quân nhân thuộc trung tâm 73 đã có mặt dọc theo bờ sông. Một số người trong số họ gần như nằm trong tầm bắn của các lực lượng Nga vốn đã kiểm soát con đập KaChovka và đất liền dọc sông Dnipro kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nhóm phóng viên AP đã tiếp cận một trong những đơn vị bí mật của trung tâm 73 nhiều lần trong 6 tháng dọc theo sông Dnipro. Họ hiếm khi được ghi nhận công lao từ công việc của mình và người Ukraine hiếm khi biết về hoạt động của họ. Những nhiệm vụ thường lệ nhất của họ là trinh sát càng gần người Nga càng tốt, đặt chất nổ dưới mũi họ, hoạt động phá hoại dưới nước. Đây vốn đều là các công việc có tính rủi ro cao. Skip, biệt danh của một trong những sĩ quan lực lượng đặc biệt Ukraine ở trung tâm 73 nhấn mạnh, danh bạ điện thoại của tôi là một nghĩa địa thu nhỏ. Rất nhiều đồng đội của tôi đã chết họ đã thiệt mạng trên chiến trường. Người bị thiệt mạng trong xe tải bọc thép, người bị bắn bởi lựu pháo, có người dẫm phải mìn. Mọi người đều ra đi bằng những cách thức khác nhau, có rất nhiều người đã ngã xuống. Cũng như lực lượng Ukraine nói chung, những người nhái của Trung tâm 73 nói riêng hiện vẫn tiếp tục chiến đấu dù hứng chịu nhiều thiệt hại. Trước đó, hồi cuối tháng 11, một chỉ huy biệt kích Ukraine còn gọi là người nhái từng thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ tầm xa vào Crimea đã bật mí về các nhiệm vụ cực kỳ bí mật và nguy hiểm đó của anh và đồng đội những biệt kích thuộc đơn vị này cảm thấy lạnh và mệt mỏi khi họ đến gần bờ biển crimea gần phía bắc vịnh chakhan nhiệm vụ đổ bộ crimea là một cuộc đấu tranh ngay cả trước khi các biệt kích ukraine tiếp cận bờ đồng thời trốn tránh các cuộc tuần tra trên bờ của nga sau đó họ sẽ phải chọc thủng các tuyến phòng thủ và tấn công một tòa nhà đầy lính nga trong 10 giờ, họ đã chiến đấu với những con sóng cao 1,5 mét và làn nước lạnh lẽo tháng 10 khi họ băng qua biển đen trên tàu thủy cá nhân Sidu GTX-300. Họ được trang bị súng phóng liệu, súng máy, hệ thống phòng không cầm tay Menpad và các thiết bị khác cần thiết để tấn công các vị trí của Nga, nhưng tàu thủy cá nhân của họ thường xuyên bị lật. Điều đó làm chậm quá trình và tăng nguy cơ các biệt kích bị phát hiện. Dmitry chỉ huy của một đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR chia sẻ các cuộc không kích vào Crimea và các mục tiêu khác ở Biển Đen là ưu tiên hàng đầu của Trung tướng Kirill Budanov, chỉ huy GUR. Ông Budanov thường xuyên bày tỏ mong muốn giải phóng bán đảo Crimea. Chúng tôi đã được lệnh làm việc để giải phóng Crimea. Chúng tôi đã tham gia cuộc chiến này ngay từ ngày đầu tiên. Linko cho biết tính chất nhanh chóng của các cuộc đột kích đã khiến người Nga bất ngờ đồng thời cho phép họ rút lui an toàn. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố đoạn video máy bay ném bom chống ngầm B12 và phi đội trực thăng vận tải chiến đấu KA29 thực hành bay tuần tra trên biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết để nâng cao kỹ năng tác chiến trong việc tấn công các mục tiêu hải quân cỡ nhỏ và tốc độ cao của đối phương, máy bay B12 đã tiến hành ném bom vào mục tiêu mô phỏng, trong khi phi hành đoàn trực thăng KA29 bắn súng máy hạng nặng vào các mục tiêu quân sự đang di chuyển ở Biển Đen. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các phi công thuộc hạm đội Biển Đen đang tăng cường tìm kiếm các tàu không người lái và tàu cao tốc của lực lượng vũ trang Ukraine B-12 được sản xuất bởi Cục Thiết kế Beriev Liên Xô từ những năm 1950. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10 năm 1960. Máy bay có cấu tạo cánh giống hình cánh chim Hải Âu và đuôi có dạng ba nhánh. Kết cấu trên giúp B-12 có thể bay lượn dễ dàng, đặc biệt là trong điều kiện hoạt động trên biển. B-12 có trọng lượng rỗng 24 tấn, chiều dài 30,11 m sải cánh 29,84 m và chiều cao 7,94 m Được trang bị hai động cơ cánh quạt Ipchenko Progress AI-20D 5.180 mã lực một chiếc, cho phép máy bay bay với vận tốc 530 km một giờ, tầm bay 3.300 km và trần bay 8.000 mét. Về trang bị vũ khí, B-12 có khả năng mang từ 3 đến 4 tấn bom và ngư lôi để tấn công tàu ngầm của đối phương. Theo nhà phân tích chiến lược Frederick Mertens thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hager nói, một loại máy bay săn ngầm đáng tin cậy như B-12 có thể mang lại lợi ích cho các nhiệm vụ cứu hộ trên không và trên biển, nhưng Nga có thể sử dụng chúng cho mục đích tìm kiếm USV. Máy bay B-12 trang bị động cơ tua bin cánh quạt được phát triển vào giai đoạn đầu của chiến tranh lạnh để phục vụ hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và tuần tra trên biển. Một số video trên mạng xã hội cho thấy, trong kế hoạch quân sự ở Ukraine, Nga vẫn đang sử dụng loại máy bay này trong và xung quanh Crimea. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, vào đầu năm 2023, lực lượng hàng không hải quân Nga có 6 máy bay B-12PS. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mertens, những chiếc máy bay B-12PS dường như không có radar hoặc hệ thống chụp ảnh hồng ngoại hiện đại mà máy bay cần để có thể phát hiện các mục tiêu khó nắm bắt như phương tiện không người lái trên mặt nước của Ukraine một cách hiệu quả. Ông Mertens nói, số lượng nhỏ máy bay B-12 hạm đội Biển Đen hiện có không được coi là có tác động lớn đến nỗ lực của Nga nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của USV Ukraine. Nga đã tăng cường phòng thủ xung quanh các cơ sở của hạm đội Biển Đen ở Crimea, nơi Ukraine liên tục tiến hành tập kích trong thời gian gần đây. Dù Ukraine không có lực lượng hải quân mạnh mẽ nhưng nước này đã đầu tư rất nhiều vào chương trình phát triển phương tiện không người lái trên mặt nước. Ông Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine và chính trị gia phát triển phương tiện không người lái của Ukraine nói rằng hạm đội tàu không người lái trên mặt nước của Ukraine phục vụ cho việc tiến hành các hoạt động đặc biệt và chắc chắn có vai trò trong việc giành lại một số khu vực ven biển đen sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu đổ bộ và tàu ngầm nga, Moscow đã di rời một số thiết bị hải quân ra xa lực lượng Ukraine. Thông tin từ tình báo NATO cho rằng, Nga đã chuyển một số lực lượng hải quân xuống căn cứ ở Biển Đen tại Novorossiysk, cách xa căn cứ Sevastopol gần đất liền Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS phát biểu ngày 26 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Nga đã chặn cuộc phản công của Ukraine và đang tiến lên trên mọi mặt trận. Trong năm 2023, Ukraine đặt trọng tâm vào cuộc phản công mùa xuân với mục tiêu tái chiếm những khu vực bị Nga kiểm soát trước đó. Ukraine đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch này, nhưng cuộc phản công bị cho đã diễn ra chậm hơn dự kiến. Phương Tây cũng thừa nhận Kiev không giành được nhiều thành tựu đột phá. Trong cuộc họp đường dài với các chỉ huy cấp cao Nga, Bộ trưởng Shoigu lưu ý, cuộc phản công của Ukraine được phía Ukraine và các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thổi phồng và mục tiêu chính của Nga trong năm 2023 là ngăn chặn cuộc phản công ấy. Nhiệm vụ này đã được thực hiện thành công. Theo Bộ trưởng Shoigu, các yếu tố chính cho phép quân đội Nga đẩy lùi các nỗ lực tiến quân của Ukraine là việc tạo ra một hệ thống tuyến phòng thủ hiệu quả, khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị, độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự Nga. Ông Shoigu nói thêm, và trên hết là những hành động khéo léo và quyết đoán của những người lính tổ quốc, những người đang hành động quên mình để đảm bảo sự an toàn cho đất nước và người dân của chúng ta. Nói về những sự kiện gần đây trên thực địa, ông Shoigu cho biết quân đội Nga liên tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi và mở rộng vùng kiểm soát theo mọi hướng trên chiến tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 11 đã thừa nhận chiến dịch phản công không thành công và quân đội nước này sẽ chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đều cho biết lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột Ngày 25 tháng 12, Bộ Quốc phòng xác nhận đã chiếm được toàn bộ Marinka, một thành trì quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk. Ở một diễn biến khác, một bài bình luận mới đây trên trang tin tức Darwin của Đức cho rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhnyi đã không ủng hộ cuộc phản công toàn diện trong mùa hè bằng thiết giáp, vốn được cường điệu hóa quá mức, nhưng năm 2024 có thể khác so với hiện tại. Trang truyền thông trên lưu ý tướng Zaluzhny bị các chính trị gia ép buộc phải thực hiện chiến thuật đó, chủ yếu là từ các quốc gia phương Tây muốn thu hồi vốn ngay lập tức khoản đầu tư vào vũ khí và đạn dược mà họ đã cung cấp. Nikolang, cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich xác nhận quan điểm đó. Tổng tư lệnh Ukraine không bao giờ ủng hộ việc phát động cuộc tấn công như vậy vì ông ấy không thấy một cơ hội thành công nếu không có sự yểm trợ đầy đủ từ trên không và chỉ đồng ý vì lý do chính trị. Sự thận trọng của tướng Zaluzny là có cơ sở khi một số cuộc tấn công đầu tiên tập trung vào thiết giáp đã bị tổn thất khi cố gắng vượt qua hàng phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều lớp của các lực lượng Nga. Mặc dù tổn thất của thiết giáp phương Tây có thể không như mức mà phía Nga công bố, nhưng tướng Zaluzny và chỉ huy quân sự cấp cao khác là Oleksandr Shitsky nhanh chóng nhận ra rằng tổn thất sẽ càng lớn nếu họ tiếp tục duy trì phương thức tác chiến này. Chỉ trong vài ngày, AFU đã thay đổi chiến lược của mình. Thay vì sử dụng các đơn vị cơ giới hóa, các chỉ huy quân sự Ukraine ra lệnh cho các đơn vị quy mô nhỏ tấn công và chỉ triển khai thiết giáp ở những nơi có thể giao chiến với các đơn vị thiết giáp Nga từ vị trí có lợi. Điều này cho phép AFU giảm thiểu tổn thất về nhân lực và trang thiết bị, đồng thời cho phép Ukraine và các đối tác phương Tây của họ có thêm thời gian để huấn luyện và củng cố nguồn cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, sự điều chỉnh đó cũng dẫn đến việc Ukraine không đạt được những bước tiến như kỳ vọng của nhiều chính trị gia Mỹ và châu Âu đặc biệt là giới truyền thông, đã nhanh chóng coi cuộc phản công là một thất bại và bế tắc. Nhưng họ bỏ qua thực tế là, theo phân tích của Cổng Thông tin Nguồn Mở, Oris của Hà Lan, khoảng 95% tất cả các hệ thống vũ khí của phương Tây được chuyển đến Ukraine vẫn chưa được triển khai. Một bài báo trên một ấn phẩm khác của Đức, tờ Bill, trích dẫn các sĩ quan quân đội Ukraine giấu tên nói rằng ưu tiên chiến lược của AFU chỉ đơn giản là đạt được mức độ gây thiệt hại tối đa cho các lực lượng đối phương với tổn thất tối thiểu cho Ukraine. Một sĩ quan Ukraine được dẫn lời nói, mục tiêu của chúng tôi là đạt được tỷ lệ tiêu hao tối đa. Nếu tỷ lệ là 10 trên 1 nghiêng về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công. Nếu tỷ lệ là 1 trên 1, chúng tôi sẽ rút lui. Mặc dù chiến lược cầm cự này của phía Ukraine khó có thể dẫn đến tác động chính trị và quân sự lớn trong thời gian ngắn, nhưng Kiev hy vọng sẽ tác động đến mong muốn của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được một số đột phá trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới. Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái, phương tiện mặt nước không người lái và tên lửa để tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea, nơi hạm đội Biển Đen đặt sở chỉ huy. Sở chỉ huy của hạm đội Nga tại thành phố cảng Sevastopol đã bị tên lửa Ukraine làm hư hại vào tháng 9. Trước đây, Kiev cũng từng nhắm tới các xưởng đóng tàu và tàu chiến Nga hoạt động dọc bờ biển Crimea. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng qua sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sharp vừa qua nói rằng sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị đe dọa và liên minh mới của lực lượng hải quân do Anh và Na Uy dẫn đầu sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho chiến thắng của Ukraine trên biển. Các cuộc tấn công diễn ra gần như hàng ngày, chủ yếu sử dụng máy bay không người lái UAV, tên lửa và biệt kích. Các cuộc đột kích của Ukraine đã phá hủy các hệ thống radar, khẩu đội phòng không và các hệ thống tên lửa quan trọng của Nga. Vừa qua, lực lượng không quân Ukraine đã phá hủy một tàu chiến lớn thuộc hạm đội Biển Đen. Thông tin này được Nga xác nhận sau đó. Theo Reuters, lực lượng không quân Ukraine cho biết vụ tấn công đã phá hủy tàu chiến Novocheka thuộc hạm đội Biển Đen, một tàu đổ bộ lớn của Nga. Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng hôm ngày 26 tháng 12, theo giờ địa phương khi một tên lửa hành trình nhắm vào vùng biển quanh bán đảo Crimea. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Ometchuk viết trên Telegram và hạm đội của Nga ngày càng ít tàu hơn. Cảm ơn các phi công của lực lượng không quân và tất cả mọi người đã tham gia. Novocheka là một trong những tàu đổ bộ hạng nặng lớn Ropucha của Hải quân Nga được thiết kế cho nhiệm vụ hậu cần quân sự và triển khai tấn công đổ bộ. Novocheka có thể chở 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và 340 binh sĩ. Hiện tại cả Nga và Ukraine đều không thông tin về loại vũ khí được sử dụng để tấn công Feodosia, nhưng một số chuyên gia quân sự tin rằng đó là tên lửa hành trình Storm Shadow được Anh viện trợ cho Kiev vào đầu năm nay. Loại vũ khí tương tự được cho là được triển khai trong cuộc tấn công vào một bến tàu quân sự của Nga ở Sevastopol vào tháng 9. Trong đó, tàu ngầm tấn công DNZ điện lớp Kilo Robtop Ondon và tàu đổ bộ lớp Robuchamin cũng bị bắn trúng. Trước đó, giới chức Grum cho biết một cuộc tấn công đã dẫn tới một vụ nổ và hỏa hoạn ở thành phố cảng Feodosia. Thống đốc Sergei Aksyonov viết trên Telegram, có một cuộc tấn công của đối phương ở Feodosia, khu vực cảng đã bị đóng cửa. Ông cho biết thêm rằng các vụ nổ đã dừng lại, nhóm nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa, cư dân của một số ngôi nhà sẽ được di rời. Theo báo cáo trên Telegram, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương và sau đó là một loạt vụ nổ nhỏ hơn. Thống đốc Sergei Aksionov không nêu rõ cụ thể mục tiêu nào đã bị tấn công hoặc có thương vong hay không. Thưa quý vị, các sĩ quan Ukraine chỉ huy phòng thủ Adivka lo ngại nơi này sẽ thất thủ trong thời gian ngắn và gây ra thương vong lớn nếu không có thêm viện trợ quốc tế. Ông Vitaly Barabat, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Adivka, trả lời phỏng vấn với tờ Independent. Tình hình rất khó khăn, nhưng những người thuộc lực lượng phòng vệ đang giữ vững vị trí của mình. Ông Barabat cho biết, việc viện trợ Mỹ dừng lại sẽ dẫn đến tổn thất to lớn cho cả quân nhân và dân thường ở Afdiivka. Tuyến phòng thủ của Ukraine có thể thay đổi và nó sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề, giống như khi bắt đầu giao tranh toàn diện. Ông Barabat nói, đối phương đang dồn ép từ 16 hướng dọc theo tuyến phòng thủ Afdiivka. Nhà máy hóa chất, than cốc Afdiivka và hướng Stepove là quan trọng nhất cho các cuộc tấn công của họ. Và tất nhiên là cả hướng các làng Pervomay, Opidne, Vodiane, nơi họ cố gắng tiến vào từ hai bên sườn. Theo ông Barabat, lực lượng Nga dường như đã được chuẩn bị tốt hơn trong mùa đông thứ hai so với Ukraine. Quốc gia đã rót nhiều nguồn lực vào cuộc phản công mùa hè này nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong khi đó, tình trạng thiếu đạn dược đang là điều gây áp lực lớn nhất cho Kiev vào lúc này. Ông Barabat nói: Điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần không chỉ ở hướng Abkhazia mà là trên toàn tuyến phòng thủ để ngăn chặn quân đội nga là có càng nhiều đạn dược càng tốt. Chúng tôi cần nhiều hơn đạn pháo 155 mm và HIMARS. Vấn đề mà Ukraine cần giải quyết lúc này chính là đạn pháo 155 mm. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết trên truyền hình, song không đề cập tên hai công ty. Chúng tôi đã đặt thỏa thuận với hai công ty hàng đầu của Mỹ về việc hợp tác sản xuất đạn pháo 155mm tại Ukraine. Ông Kamisin cho biết Ukraine chưa từng chế tạo đạn pháo 155mm và sẽ phải mất tối thiểu 2 năm, tối đa 3 năm trước khi dây chuyển sản xuất đi vào hoạt động. Quan chức này cũng cho rằng Kiev cần được chuyển giao công nghệ từ phương Tây để có thể sản xuất đạn pháo. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vũ khí Ukraine bị đánh giá là đang trì trệ do nhiều thập kỷ chìm trong vấn nạn tham nhũng, quan liêu và thiếu đầu tư. Để tăng cường năng lực sản xuất trong thời gian ngắn, Kiev đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phương Tây để mở dây chuyền chế tạo vũ khí ở trong nước. Chiến dịch tấn công Avdiivka của Nga đã bắt đầu từ tháng 10. Dù chịu nhiều tổn thất về binh sĩ và trang thiết bị, quân đội Nga cũng đã tạo ra những bước tiến khiến Ukraine lo lắng. Tướng Oleksandr Tanapsky, tư lệnh nhóm tác chiến chiến lược Tavria, phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine, cho biết lực lượng Nga tấn công không ngừng nghỉ vào Avdiivka. Ông nói tình hình tại đây thay đổi từng ngày từng đêm khi Nga thường xuyên thay đổi chiến thuật và đã đạt được thành công một phần ở một số khu vực. Trang tin quân sự Aviapro dẫn lời ông Evgeny Diki, cựu chỉ huy tiểu đoàn AIDA của Ukraine, nói tình hình của quân Ukraine ở Avdiivka ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ông thậm chí đề cập khả năng lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi Avdiivka ngay trước thời điểm năm mới. Một quan chức tình báo Estonia mới đây nhận định rằng việc Avdiivka thất thủ là có thể xảy ra. Quan chức này là ông Tamo Kunla, lãnh đạo cơ quan tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Estonia, nói Abdi-Ipka chưa bị bao vây hoàn toàn và tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ukraine hoặc tiếp tục kháng cự hoặc rút lui. Quan chức này cho rằng nếu Nga kiểm soát được Abdi-Ipka thì đó chỉ là một chiến thắng mang ý nghĩa chiến thuật nhưng không mang ý nghĩa lớn. Ông cũng chỉ ra rằng vì Ukraine đã thiết lập thêm các vị trí phòng thủ mới ở phía tây thành phố, sẽ không có mối đe dọa đáng kể trong trường hợp Ukraine quyết định rút khỏi áp Abdiivka để bảo toàn lực lượng. Và ngày trước, nhà phân tích chính trị Julian Roque trong bài viết trên ấn phẩm nổi tiếng Bin của Đức đã công bố một trong những kịch bản có thể xảy ra về việc kết thúc kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine và dự báo xung đột Nga-Ukraine chỉ có thể kết thúc vào năm 2026. Theo vị chuyên gia Đức, Nga không có ý định đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine, và trong giai đoạn này, Moscow cũng không nhằm tới thành phố Odessa, nghĩa là không nhất thiết phải ngăn chặn việc Kiev tiếp cận Biển Đen. Theo nhận định của ông, phần còn lại của kế hoạch quân sự của Nga sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến cuối năm 2024, và giai đoạn 2 sẽ kéo dài từ đầu năm 2025-2026. Ông này dự báo đến cuối năm 2024, dự kiến Nga sẽ thiết lập toàn bộ quyền kiểm soát các vùng Donetsk và Lugan cũng như tiếp cận sông Oskol ở vùng Kharkov và đến cuối năm 2026 tiến xa hơn về phía Tây đến bờ tảng ngạn sông Dnieper, kiểm soát một phần đáng kể các vùng Zaporizhia, Dnepropetrovsk và Kharkov, bao gồm các thành phố Kharkov, Dnieper và Zaporizhia. Theo vị chuyên gia này, ở hướng Kherson, Nga không có kế hoạch tấn công sang hữu ngạn mà thiết lập tuyến phòng thủ bên bờ tảng ngạn. Ông Ruppke nhận định rằng Nga sẽ dành 3-6 tháng để giải phóng phần lớn lãnh thổ phía tây Ukraine bên tảng ngạn sông Dnieper. Sau đó, Dnieper sẽ biến thành biên giới trên thực tế mới giữa Nga và Ukraine. Theo nhà phân tích này kết luận, Nga không có ý định đánh chiếm Nikolaev và Odessa bởi Ukraine và phương Tây sẽ sống chết không để điều này xảy ra, nên nếu Nga quyết tâm đánh chiếm hai vùng này, lực lượng vũ trang Nga cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt. Đối với các đối tác phương Tây, việc Ukraine duy trì quyền tiếp cận Biển Đen là điều kiện chính để duy trì tư cách của một quốc gia NATO tương lai, và do đó họ sẽ giữ vững Odessa cho đến cuối cùng. Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ đầu hàng ở Kharkov, hạ súng ở Dnepropetrov, nhưng ở hữu ngạn sông Dnieper, phương Tây sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ vùng đất chống Nga. Dựa trên tuyến ngang từ Luz đến Odessa, dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev, vì mục đích này, phương Tây có thể ép chính quyền kia ép xuống nước với điện Kremlin và đưa ra những thỏa hiệp có thể chấp nhận được, để lực lượng vũ trang Nga không vượt qua Dnieper và tiến tới Odessa. Thành phố Odessa có tầm quan trọng chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự và được mệnh danh là hòn ngọc của Biển Đen. Trong những tuần đầu tiên sau phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Odessa hầu như không bị tổn hại. Vụ tấn công đầu tiên nhằm vào thành phố này được báo cáo gần một tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, và nó cũng chỉ nhắm vào vùng ngoại ô của thành phố. Odessa nằm rất gần các đô thị mà Nga hiện đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Từ giai đoạn đầu chiến dịch, lực lượng Nga từ Kherson đã tìm cách tiến về hướng Tây để kiểm soát Odessa. Hạm đội biển đen của Nga cũng tập trung nhiều tàu đổ bộ, sẵn sàng triển khai lực lượng lên bờ biển Odessa. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa đạt được mục tiêu này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay, Moscow sẵn sàng tiến hành tấn công các căn cứ quân sự nước ngoài nếu chúng được lập nên ở Ukraine. Liên quan đến tuyên bố về những đảm bảo an ninh cho Ukraine mà EU vạch ra, ông Medvedev khẳng định tài liệu này chỉ là một mẫu giấy vô dụng, không có giá trị. Tuy nhiên, theo đó, Kiev sẽ có cơ hội để tiến hành thỏa thuận riêng với từng quốc gia đơn lẻ về việc cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội hay ngân sách cho các chương trình quân sự và nhiều điều khác trong đó bao gồm cả việc thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ ukraine theo ông medvedev kế hoạch của phương tây là không để ukraine vào nato vì không muốn chiến tranh với nga nhưng cũng không có giới hạn nào đặt ra về mặt quan hệ giữa ukraine với từng thành viên nato ông medvedev đặt câu hỏi trên thực tế câu hỏi hiện nay là họ sẽ diễn giải điều năm hiệp ước nato như thế nào nói cách khác khi nga tiến hành tấn công vào một căn cứ như vậy điều không thể tránh khỏi giữa bối cảnh quân đội đồn trú ở căn cứ này sẽ được triển khai tới đây để chiến đấu với chúng tôi. Liệu các nước này có chuẩn bị cho một phản ứng tập thể với chúng tôi vì đã phá hủy một căn cứ của thành viên NATO hay không? Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng chỉ ra rằng cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự sẽ tạo cơ sở để kích hoạt điều 6 hiệp ước NATO. Theo đó, đề cập đến một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng tàu thuyền hoặc chiến đấu cơ của bất kỳ bên nào trong hiệp ước. Đây là điều thú vị hơn, đó là điều năm khẳng định phản ứng đó không cần là hành động quân sự hay hành động tập thể. Ông Medvedev nhấn mạnh, một phản ứng trước những hành động như vậy sẽ bao gồm việc sử dụng quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể của các nước trong liên minh để hỗ trợ một bên hoặc các bên bị tấn công bằng cách thực hiện ngay lập tức, riêng lẻ hay phối hợp với các bên khác hành động nếu thấy cần thiết. Ông Medvedev giải thích, Điều đó nói lên rằng có thể cùng nhau phản ứng hoặc để bên sở hữu các căn cứ đặt tại Ukraine tự xử lý các thiết bị của mình. Phản ứng có thể hoặc không bao gồm việc sử dụng các biện pháp quân sự. Vì vậy, đó là một lỗ hổng lòng lèo và chính quyền Ukraine không nên ảo tưởng. Bên cạnh đó, hãng tin Interfax của Nga cũng dẫn theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia, khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novochekas bị hư hại. Cuộc tấn công cũng khiến một người thiệt mạng, thông báo cho biết thêm. Theo hãng tin Reuters của Anh, tàu Novotekas chế tạo ở Ba Lan được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1980. Con tàu này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, có thể chở nhiều loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng. Tuy nhiên, phía Ukraine nghi ngờ tàu Novotekas được sử dụng để chở máy bay không người lái Shahed trong cuộc chiến của Moscow chống lại Kiev. Trước đó cùng ngày, không quân Ukraine cho biết các phi công của họ đã tấn công cảng Feodosia vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng, theo giờ địa phương, bằng tên lửa hành trình và đã phá hủy tàu Novochekas. Đoạn phim được một số hãng tin Nga đăng tải trên kênh Telegram cho thấy có những vụ nổ mạnh và lửa bùng cháy từ khu vực được cho là cảng Feodosia. Trong một diễn biến khác, hãng TASS dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn Marinka ở vùng Donetsk. Ông trình bày tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong chiến dịch tấn công tích cực, các đơn vị xung kích của nhóm chiến đấu phía Nam đã kiểm soát toàn bộ khu vực Marinka. Trong 9 năm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã biến nơi đây thành khu vực kiên cố mạnh mẽ nhất. Theo ông Shoigu, phía Ukraine đã xây dựng các đường hầm với hệ thống liên lạc phức tạp những kiến trúc và điểm khai hỏa trên đường có khả năng chống đạn pháo và hỏa lực không kích. Ông cho biết có hơn 3.000 ngôi nhà ở Marinka thì mỗi ngôi nhà là một cứ điểm kiên cố. Tổng thống Nga Putin khen ngợi việc kiểm soát thị trấn, cảm ơn các binh sĩ và cho rằng đây là một thành công đáng kể. Trước đó, nhà lãnh đạo nói rằng tiến triển tại đây sẽ giúp lực lượng Nga có bước đệm cho những hành động tiếp theo trong khu vực. Trong khi đó, Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Stupun bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát khu vực trung tâm Marinka. Việc phía Nga nói kiểm soát Marinka là không đúng, lực lượng của chúng ta vẫn ở trong thành phố, ông phát biểu trên đài truyền hình quốc gia. Hãng tin RT đưa tin, một tòa án quận ở Moscow hôm 25 tháng 12 đã ra lệnh bắt giữ ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine GUR về tội khủng bố. Ông Budanov bị cáo buộc 104 tội danh riêng biệt. Lệnh bắt giữ được ban hành vắng mặt, nhưng nếu ông Budanov bị dẫn độ sang Nga hoặc bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ, ông ta sẽ bị giam giữ ít nhất 2 tháng. Quyết định của tòa án ở Nga được đưa ra sau khi Ủy ban điều tra Nga hồi đầu tháng 10 xác định ông Budanov là một trong bốn nghi phạm chủ mưu thực hiện hơn 100 vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các hạ tầng dân sự của Nga. Cơ quan này cho biết họ đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội các chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine về các tội liên quan đến tấn công khủng bố và sẽ tìm cách bắt giữ các nghi phạm hành vi phạm tội bị cáo buộc của các quan chức Ukraine được cho là diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Các thống kê độc lập chỉ ra ít nhất 100 công dân Nga đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Benkorod, Priang, Quốc và các khu vực khác của Nga. Trước đó vào tháng 4, Tòa án quận Lefortovo ở Moscow cũng phát lệnh bắt giữ ông Budanov vì âm mưu nguy hiểm và xử lý trái phép chất hồ. Trong khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB xác định ông Budanov là kẻ chủ mưu vụ đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022. Gần đây nhất là vào sáng sớm ngày 26 tháng 12, ông Sergei Aksyonov, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn ở thành phố cảng Feodosia thuộc bán đảo Crimea. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra trong khu vực. Theo báo cáo trên Telegram, Vụ nổ đầu tiên cũng là vụ nổ lớn nhất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng giờ địa phương và sau đó là loạt vụ nổ nhỏ hơn. Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái, xuồng không người lái và tên lửa để tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga. Hồi tháng 9, trụ sở của hạm đội ở thành phố cảng Sevastopol đã bị tên lửa Ukraine làm hư hại. Trước đó, Kiev cũng từng nhắm tới các xưởng đóng tàu và tàu chiến Nga hoạt động dọc bờ biển Crimea phía Moscow thường xuyên mô tả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những mục tiêu ở Nga và bán đảo Crimea là hành động khủng bố. Ngược lại, các quan chức cấp cao Kiev cho rằng đối phương chưa thể xác định nguồn gốc của những máy bay không người lái này, nhưng cũng không phủ nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine cho rằng những mục tiêu này là hợp pháp, đồng thời tán thành các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga và các vùng bị chiếm đóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng nói rằng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga là một quá trình tất yếu, tự nhiên và hoàn toàn công bằng khi chiến sự giữa hai quốc gia vẫn đang tiếp tục kéo dài. Tờ Ivestia của Nga vừa qua đăng tải video phỏng vấn binh sĩ nước này tại tiền tuyến ở mặt trận Donetsk, đề cập việc sử dụng vũ khí thu được từ lực lượng Ukraine, bao gồm cả khí tài phương Tây. Một binh sĩ mang mật danh Naum đánh giá cao súng trường Ford 301 do Kiev sản xuất, thêm rằng vũ khí này đã giúp ích cho lực lượng Nga trên chiến trường. Một binh sĩ khác trình diễn cách sử dụng súng chống tăng Javelin và AT-4 lần lượt do Mỹ và Thụy Điển chuyển giao cho Ukraine. Người này nói, đây là các vũ khí chế lợi phẩm của chúng tôi. Quân đội Nga đã thu được lượng lớn khí tài từ lực lượng Ukraine từ khi xung đột bùng phát. Trong khuôn khổ triển lãm kỹ thuật quân sự Army 2023 tổ chức hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã trưng bày gần 900 vũ khí dạng này, trong đó có nhiều loại do phương Tây sản xuất như xe thiết giáp bánh lốp AMX-10RC của Pháp, xe chiến đấu bộ binh VC-90 của Thụy Điển, lựu pháo M777 và thiết giáp đa dụng Humvee của Mỹ, cùng nhiều loại vũ khí bộ binh. CNN hồi tháng 3 dẫn các nguồn tin cho biết Moscow đã chuyển một số vũ khí do Mỹ và NATO sản xuất cho Iran để Tehran có thể nghiên cứu, chế tạo phiên bản sao chép của chúng. Theo các nguồn tin, mục đích của Nga là thuyết phục Iran tiếp tục ủng hộ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Sau những cuộc giao tranh ác liệt trong xung đột Nga-Ukraine, cả hai bên đều đang bổ sung và thay thế những phương tiện, vũ khí đã thiệt hại trên chiến trường và cố gắng bảo vệ những phương tiện còn hoạt động. Khi cuộc phản công của Ukraine không tạo được bước đột phá, nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây cho Kiev dường như cũng giảm dần. Trong khi đó, Nga mất hàng trăm xe tăng trên chiến trường trong các cuộc tấn công ở phía đông. Các kỹ sư của Nga đang sửa chữa mọi phương tiện có thể để bù đắp những tổn thất của lực lượng. Trong một số trường hợp, các kỹ sư Nga đã vào những kho dự trữ hoặc kho phế liệu để tìm kiếm những hệ thống vũ khí và các bộ phận của các phương tiện chưa sử dụng trong nhiều năm để kết hợp chúng với nhau, tạo ra những phương tiện hoàn toàn mới. Telegraph đã phân tích hình ảnh và video ghi lại cảnh tại tiền tuyến Ukraine để xác định một số phương tiện mới của Nga, từ xe bán tải được trang bị bệ tên lửa trực thăng cho đến xe tăng có lồng tạm thời. Quân đội Nga đã sử dụng rất nhiều các hệ thống pháo tên lửa thời Liên Xô như BM-21 Grad để hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng mặt đất và xe bọc thép chở quân BMP-1 để hoạt động như phương tiện chiến đấu bộ binh. Những phương tiện cũ như vậy, nhiều chiếc chỉ có lớp thép bảo vệ, đã lọt vào tầm ngắm của máy bay không người lái Ukraine và tên lửa chống tăng hiện đại do phương Tây cung cấp. Trong nỗ lực thay thế những hệ thống pháo phản lực phóng loạt MRLS và xe chiến đấu bộ binh tổn thất trên chiến trường, Nga đã chuyển sang nâng cấp các phương tiện nội địa. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tiến hành cải tạo xe tăng. Họ đã lắp tháp pháo của xe chiến đấu bộ binh BMP-2 lên xe tăng T-62 thu được từ lực lượng Nga. Bằng cách đặt tháp pháo của BMP-2 lên xe tăng, quân đội Ukraine có thể biến nó thành một phương tiện chiến đấu bộ binh hạng nặng, được trang bị pháo tự động 30mm 2A42. Sự gia tăng nhanh chóng của máy bay không người lái trên chiến trường, bao gồm cả UAV ném bom và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV, có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, đã buộc cả Nga và Ukraine phải tìm ra phương pháp mới để bảo vệ xe tăng của mình. Gần đây, Ukraine đã sử dụng các phương tiện mồi nhử như mồi nhử bơm hơi, súng giả bằng gỗ và vật giả mạo để ngoài trời nhằm đánh lừa đối phương, khiến đối phương lãng phí đạn dược và để lộ vị trí. Các kỹ sư của Nga và Ukraine cũng đã thử nghiệm sử dụng giáp lồng và tấm chắn để bảo vệ xe tăng và ngăn chặn UAV của đối phương. Những phương pháp bảo vệ này thường chỉ hơn lưới thép một chút, nhưng có thể đủ để ngăn máy bay không người lái thả lựu đạn và phá hủy xe tăng. Trên chiến trường Ukraine, những chiếc lồng bảo vệ là các lớp bảo vệ bằng sắt, thép và kim loại được bố trí trên đỉnh tháp pháo của xe tăng nhằm bảo vệ xe tăng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển. Quân đội Ukraine cũng lắp đặt lớp giáp bảo vệ bổ sung cho những xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất do phương Tây cung cấp để ứng phó với mối đe dọa từ UAV Nga. Chuyển sang những diễn biến liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, đài truyền hình Can của Israel đưa tin, một binh sĩ Israel đã thiệt mạng sau khi bị nhiễm một loại nấm nguy hiểm lúc đang chiến đấu ở giải Gaza. Ngoài việc phải đối mặt với mối lo vì dịch bệnh, các binh sĩ Israel còn phải đối mặt với mối nguy hiểm khác. Đài truyền hình Can của Israel đưa tin, một binh sĩ Israel đã thiệt mạng sau khi bị nhiễm một loại nấm nguy hiểm lúc đang chiến đấu ở giải Gaza. Binh sĩ này đã được đưa đến Trung tâm Y tế Asuta As Asdod 2 tuần trước do bị vết thương nặng ở tay chân. Mặc dù được chăm sóc suốt ngày đêm, nhưng các biện pháp điều trị không có tác dụng, và binh sĩ nhậm nấm đã tử vong vì vết thương. Cựu trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế C3 cho biết, vào sáng 26 tháng 12 rằng, khoảng 10 binh sĩ đã bị nhiễm loại nấm tương tự và đang được điều trị ở Israel. Nguồn gốc của loại nấm này có thể bắt nguồn từ đất đã bị nhiễm nước thải. Sau đó, nấm lây nhiễm qua vết thương của binh sĩ đang chiến đấu ở Gaza vì họ không thể giữ vô trùng vết thương do điều kiện chiến tranh. Ngoài việc phải đối mặt với mối lo vì dịch bệnh, các binh sĩ Israel còn phải đối mặt với mối nguy hiểm khác đó là việc số binh sĩ Israel thiệt mạng vì bị bắn nhầm hay tai nạn trong chiến dịch trên bộ ở giải Gaza chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số thương vong. Thông tin này do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố, được đăng tải trên báo The Time of Israel. Số liệu cho thấy 20 quân nhân Israel tử trận vì bị bắn nhầm hoặc tai nạn kể từ khi Israel triển khai tấn công trên bộ vào Gaza hôm 27 tháng 10. Cụ thể, 13 binh sĩ đã thiệt mạng do bị nhận dạng nhầm trong các trận không kích, pháo kích của xe tăng và giao chiến một người thiệt mạng do phát súng vô ý và hai người khác do sự cố súng đạn. Bên cạnh đó, lực lượng Israel cũng mất hai binh sĩ bị xe bọc thép cắn lên và hai binh sĩ chết vì mảnh văng từ các vụ nổ do lực lượng Israel kích hoạt. IDF đánh giá có vô số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chết người như số lượng lớn binh sĩ được triển khai, liên lạc trục trặc giữa các lực lượng và binh sĩ mệt mỏi không chú ý đến các quy định an toàn. Ngoài ra, một nguyên nhân khác nữa là bị trúng độc, theo kết quả điều tra của lực lượng phòng vệ Israel IDF được kênh 12 của Israel công bố mới đây, các binh sĩ đóng tại căn cứ Nahan OZ thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10 sau khi hít phải một loại khí độc gây ngạt thở và bất tỉnh trong vòng vài phút sau khi tiếp xúc. Điều tra viên IDF cho biết, các thành viên Hamas ném một loại chất dễ cháy độc hại qua cửa chính tòa nhà, nơi đặt bộ phận chỉ huy giám sát. Một binh sĩ Israel ở lối vào tòa nhà cố gắng dập tắt ngọn lửa xong không thành công đám cháy sau đó lan rộng. Khói bắt đầu tràn vào trung tâm chỉ huy giám sát, nơi hai hai binh sĩ Israel ẩn náu. Những người này dùng khăn giấy nhúng nước để bịt khe hở dưới cửa ngăn khói tràn vào, song không thành công. Một số binh sĩ bắt đầu rời khỏi phòng để tìm lối thoát. Họ ho và một số người không thở được, sĩ quan IDF cho biết. Tuy nhiên, khi tới lối thoát hiểm, các binh sĩ Israel phát hiện ra cánh cửa đang bốc cháy và không thể tiếp cận hay mở nó ra họ tìm các lối thoát khác và tới phòng tắm nơi có cửa sổ nhỏ thông ra bên ngoài. Một sĩ quan trèo lên đập vỡ cửa sổ rồi cùng năm sĩ quan và một binh sĩ khác thoát khỏi tòa nhà để khói độc. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc WHO mới đây đã nói rằng đại diện của WHO đã đến thăm bệnh viện An Aksan. Bệnh viện đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn sức chứa giường bệnh và nhân viên có thể đáp ứng và nhiều người sẽ không thể sống sót trong thời gian chờ đợi. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói rằng đại diện của WHO đã đến thăm bệnh viện Al-Aqsa hôm 25 tháng 12. Theo cơ sở y tế, tổng cộng có khoảng 100 người bị thương được đưa vào bệnh viện. Các quan chức y tế Palestine báo cáo 70 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel gần trại thị nạn Magazi. Bệnh viện đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn sức chứa giường bệnh và nhân viên có thể đáp ứng, và nhiều người sẽ không thể sống sót trong thời gian chờ đợi. Ông Ghebrezesus cho biết, nhóm của WHO đã nghe những lời kể đau lòng được chia sẻ bởi các nhân viên y tế và nạn nhân chịu đựng những đau khổ do vụ nổ gây ra. Một đứa trẻ đã mất cả gia đình trong cuộc tấn công. Một y tá tại bệnh viện cũng chịu tổn thất tương tự, khiến cả gia đình cậu thiệt mạng. Bệnh viện al hiện có 5 phòng phẫu thuật, với hai phòng nữa được tổ chức bác sĩ không biên giới hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ ông Gebrezes giải thích do nhu cầu ngày càng tăng do cuộc tấn công gây ra who đang tiếp tục hỗ trợ hệ thống y tế trên khắp gaza bất chấp tình trạng bất ổn và những rào cản hậu cần đáng kể người đứng đầu who cực kỳ lo ngại về tình trạng căng thẳng không thể chịu đựng nổi do xung đột gia tăng căng thẳng đang đè nặng lên một số bệnh viện vẫn mở cửa trên khắp gaza khi hầu hết hệ thống y tế suy tàn và sụp đổ đồng thời nhấn mạnh cần phải ngừng bắn ngay lập tức Tính từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel tại giải Gaza hôm 7 tháng 10, tổng thương vong về phía người Palestine đã lên tới hơn 75.000 người, trong đó gần 21.000 người tử vong. Về tương lai xung đột, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua một lần nữa khẳng định rằng cuộc xung đột sẽ còn kéo dài. Phát biểu trước Quốc hội Israel, người đứng đầu chính phủ Do Thái nêu rõ chỉ có tiếp tục chiến dịch tấn công vào Gaza mới có thể gây sức ép buộc lực lượng Hamas trả tự do cho các con tin. Ông Netanyahu cũng bác bỏ thông tin nói rằng chính phủ có thể kêu gọi ngừng bắn với Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong phiên họp đặc biệt của quốc hội ngày 25 tháng 12 về những con tin bị Hamas bắt. Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu, nhưng chúng tôi cần thời gian. Hơn 100 con tin đã được thả tự do và thủ tướng khẳng định điều đó không thể xảy ra nếu Israel không gây áp lực quân sự với Hamas ông Netanyahu nhắc đến cuộc đối thoại với một chỉ huy, trong đó Thủ tướng hỏi điều các binh sĩ Israel cần nhất là gì. Người chỉ huy trả lời rằng họ cần thời gian, chúng ta cần tiếp tục chiến dịch đến tận cùng, ông kể. Sau phát biểu của ông Netanyahu, một thân nhân của con tin hét lên, chúng ta không có thời gian, từ khu vực dành cho khách mời ở quốc hội. Sau đó, các gia đình đồng thanh hô, ngay bây giờ, để yêu cầu giải cứu con tin ngay lập tức. Nhiều người mang theo các tấm biển có ảnh và tên người thân của họ bị bắt tới Gaza. Các biểu ngữ khác có nội dung: "Chúng tôi tin ngài sẽ đưa họ về nhà. 80 ngày rồi, mỗi phút đều như địa ngục." Ông Netanyahu cho biết thêm, đã liên lạc với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị các lãnh đạo này hỗ trợ giải cứu con tin. Trước đó, thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp một số người thân của các con tin tại Tel Aviv. Cuộc gặp gây tranh cãi khi gia đình của những con tin khác không được mời đến. Trong cuộc gặp gỡ, ông Netanyahu đưa ra cam kết cá nhân rằng toàn bộ con tin sẽ được thả. Thủ tướng Netanyahu nói, đưa họ về là mục tiêu tối thượng. Tôi đã cử lãnh đạo Mossad đến châu Âu hai lần để thúc đẩy một tiến trình nhằm thả những người bị bắt của chúng ta. Tôi sẽ dốc hết sức cho việc này. Sự tức giận trong gia đình các con tin Israel đã gia tăng mạnh mẽ sau khi ba con tin trốn thoát khỏi sự giam giữ của Hamas nhưng lại thiệt mạng vì bị lính thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF bắn nhầm. Hàng nghìn người Israel sau đó đã xuống đường biểu tình ở Tel Aviv để yêu cầu tìm kiếm tự do cho những con tin bị các tay súng Hamas bắt giữ ngày 7 tháng 10 trong cuộc đột kích vào miền nam Israel và đưa về giải Gaza giam giữ. Họ dương cao những tấm biển có hình ảnh khuôn mặt của các con tin và những thông điệp như đưa họ ra khỏi địa ngục. Đặc biệt, cuộc biểu tình lần này còn có sự tham gia của các con tin đã trở về Israel theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas hồi đầu tháng. Để gây áp lực, gia đình của các con tin bị Hamas giam giữ ở giải Gaza đã dựng một khu cắm trại gần Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv, nói rằng họ sẽ ở lại đó cho đến khi chính phủ đạt được thỏa thuận với Hamas để thả những người thân của họ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, chỉ huy cấp cao Seyed Raji Mosavi đã đến Syria để hỗ trợ mặt trận kháng chiến chống Israel. IRGC tuyên bố Israel sẽ phải trả giá cho hành động này. Thông báo của IRGC cho hay, trong cuộc tấn công tên lửa của Israel ở Damas, chuẩn tướng Seyed Raji Mosavi, một trong những cố vấn quân sự cấp cao của IRGC đã thiệt mạng. IRGC cho biết vào thời điểm thiệt mạng, Ông Seyed Raji Mosavi chịu trách nhiệm hỗ trợ mặt trận kháng chiến ở Syria. Liên minh rộng lớn gồm các nhóm chống Israel, được Iran hậu thuẫn, bao gồm Hezbollah ở Liban và nhiều lực lượng dân quân CIA khác nhau ở Iraq và Syria. Seyed Raji Mosavi là cộng sự thân cận của Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds của IRGC từ cuối những năm 1990 cho đến khi bị Mỹ ám sát vào năm 2020 lực lượng Quds chủ yếu hoạt động bên ngoài Iran, hỗ trợ và huấn luyện các đồng minh của Tehran. Iran là đồng minh lớn nhất ủng hộ lực lượng Hamas, chống lại Israel và cáo buộc Mỹ tiếp tay cho Tel Aviv, thực hiện chiến dịch trên bộ ở dài Gaza. Chỉ huy hiện tại của lực lượng Quds, chuẩn tướng Esmail Kani, vào tháng 11 cam kết sẽ hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel, tuyên bố Tehran sẽ không cho phép Israel và những kẻ đứng sau chinh phục Gaza. Tuy nhiên, lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, được cho là đã thông báo với Hamas rằng sự hỗ trợ của Iran sẽ không mở rộng bằng việc can dự quân sự trực tiếp. Quân đội Israel chưa bình luận về cuộc không kích hôm ngày 25 tháng 12. Máy bay Israel đã thực hiện các nhiệm vụ bán thường xuyên ở Syria kể từ khi cuộc xung đột với Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Tấn công các sân bay và địa điểm được cho là do các nhóm dân quân liên kết với Iran sử dụng. Trong khi đó, quân đội Syria vừa ra tuyên bố cho biết, lực lượng này đã chặn đứng một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV do các tổ chức khủng bố tiến hành ở các vùng nông thôn thuộc tỉnh Aleppo và Hama. Tuyên bố cho hay, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở các vùng nông thôn đã bảo vệ làng mạc và thị trấn trước sự tấn công dữ dội từ trên không, phá hủy 7 UAV. Phiến quân ở miền Bắc Syria, đặc biệt là ở tỉnh Idlib Tây Bắc Syria gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát. Vụ nguy hiểm nhất xảy ra vào đầu tháng 10 khi một cuộc tấn công bằng UAV làm hơn 80 quân nhân và dân thường thiệt mạng trong buổi lễ tốt nghiệp tại một học viện quân sự ở tỉnh Homs. Ở Syria, thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV, gần đây nhất là hôm ngày 11 tháng 12, một máy bay không người lái và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ quân sự ở Iraq và Syria nơi đồn trú của lực lượng tham gia Liên minh Quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo một quan chức quân sự Mỹ, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân ở Ain al-Assad ở miền Tây Iraq không gây thương vong về người hay thiệt hại về cơ sở vật chất. Trong khi đó, ở phía đông bắc Syria, một số tên lửa đã nhắm vào căn cứ ở vùng al -Saddadi. Lực lượng kháng cự Hồi giáo ở Iraq đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công này. Mỹ hiện dẫn đầu liên minh quốc tế chống lại các phần tử thanh chiến ở Iraq và nước láng giềng Syria với khoảng 2.500 và 900 binh sĩ triển khai tại hai nước nói trên. Các lực lượng nổi dậy tại Iraq cùng hai nhóm khác là Lữ đoàn Hezbollah và Harakat al phản đối Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Hai nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, Jihad, đang tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các nhà hòa giải Ai Cập ở thủ đô Cairo đều từ chối đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào ngoài khả năng thả thêm con tin. Trong khi đó Ai Cập đề xuất về khả năng ngừng bắn để đổi lấy việc thả thêm con tin, sau đó hướng tới một thỏa thuận rộng hơn liên quan đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cùng với việc thay đổi quyền lãnh đạo Gaza của Hamas. Phía Qatar cũng ủng hộ phương án này. Hơn 100 con tin được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Phái đoàn Jihad hiện đang ở Cairo nhấn mạnh rằng việc Israel chấm dứt tấn công là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Jihad khẳng định rằng bất kỳ việc trao đổi tù nhân nào cũng phải dựa trên nguyên tắc tất cả đổi lấy tất cả, nghĩa là thả tất cả con tin bị Hamas và Jihad giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc giải phóng tất cả những người Palestine bị giam giữ ở Israel. Trong khi đó, ngày 25 tháng 12, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas đã từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin tại giải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn trước khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ này. Trang tin tức bằng tiếng Anh ynetnews.com của Israel cùng ngày dẫn lời ông Ali Baraka, một thành viên lãnh đạo của Hamas, nói rằng đã có một số đề xuất được đưa ra song nhấn mạnh quan điểm của Hamas là trước hết Israel cần chấm dứt mọi hành động quân sự ở giải Gaza. Ông Ali Baraka cho biết Tất cả các phe phái vũ trang của người Palestine đều có cùng quan điểm về vấn đề nói trên, đồng thời yêu cầu mở cửa trở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân đang thiếu thốn. Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bán mới đi kèm với việc trả tự do cho các con tin vẫn diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Các cuộc đàm phán này được tiến hành thông qua các đối tác trung gian nước ngoài như Mỹ, Ai Cập và Qatar. Hôm 24 tháng 12, truyền thông khu vực và Israel cho biết, Ai Cập đã đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại giải Gaza. Theo đó, lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày. Hồi tháng 11, Hamas và Israel đã ngừng bắn trong khoảng một tuần, tạo điều kiện cho 80 con tin phía Israel và 240 tù nhân người Palestine được trả tự do. Thỏa thuận do Qatar làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ và Ai Cập. Tình hình tại giải Gaza đang ngày càng bất ổn và mất an ninh trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đang xảy ra tại giải đất ven biển. Ngày 24 tháng 12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế bị tàn phá ở giải Gaza và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại giải đất ven địa Trung Hải này. Hiện chỉ có 9 trong số 36 bệnh viện trên toàn Gaza hoạt động. Tất cả các cơ sở này đều tập trung ở phía Nam và đều trong tình trạng quá tải. Cũng theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, các bệnh viện ở Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột. Tính đến ngày 20 tháng 12, WHO ghi nhận 246 vụ tấn công vào các bệnh viện ở Gaza khiến 582 người thiệt mạng và 748 người khác bị thương. Trong khi đó, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine cho biết 142 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israel vào giải Gaza kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10. Đoạn video hiếm ghi lại cảnh lính bắn tỉa thuộc phong trào Hamas tấn công bộ binh Israel trong môi trường tác chiến đô thị ở giải Gaza. Đoạn video được hãng thông tấn Man News của Iran trích dẫn cho thấy, hai lính bắn tỉa Hamas được trang bị súng trường AK và súng bắn tỉa Dragunov trèo qua các tòa nhà cao tầng giữa trời mưa gió tại một đô thị không xác định ở giải Gaza. Nhóm lính Hamas sau khi tiến vào một căn phòng của tòa nhà đã phát hiện ít nhất 3 binh sĩ Israel có vẻ cũng thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa, triển khai trên gác mái một công trình cao tầng gần đó. Lập tức, lính Hamas sử dụng súng Dragunov nã hai phát đạn vào nhóm binh sĩ đối phương, khiến một người gục xuống. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video trên được quay lại. Bên cạnh đó, nhóm Hamas kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế liên quan đến cáo buộc lính Israel hành quyết tại chỗ dân thường ở giải Gaza. Hamas thông báo nhóm đã thu thập được các bằng chứng cho thấy quân đội Israel thực hiện hàng trăm vụ hành quyết thường dân Palestine tại miền Bắc giải Gaza, trong đó có Gaza City, trong hơn 2 tháng mở chiến dịch trả đũa nhắm vào khu vực. Nhóm Hamas cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đào một hố lớn ở phía đông Gaza City, sau đó giải hàng chục dân thường bị bắt tới đây trước khi hành quyết họ rồi lấp hố. Hamas kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế liên quan tới cáo buộc nói trên. Khi được đề nghị bình luận về cáo buộc của Hamas, IDF thông báo chưa biết về sự việc được mô tả và muốn tìm hiểu thêm chi tiết để đưa ra bức tranh rõ ràng hơn. IDF cũng tuyên bố Hamas từng thể hiện họ không tôn trọng sự thật hoặc tính chính xác. Trước đó, cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết tuần qua có hàng chục người Palestine bị thiệt mạng, trong đó nhiều người bị hành quyết công khai giữa chiến dịch của IDF nhắm vào thành phố Jabalia, miền bắc giải Gaza. Quân đội Israel không bình luận trực tiếp về cáo buộc này, song khẳng định họ đảm bảo rằng các đợt tấn công nhắm vào những mục tiêu quân sự tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến khác, điện đàm với Ngoại trưởng Iran, Ngoại trưởng Ai Cập kêu gọi thành lập một cơ chế của Liên Hợp Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và giám sát hàng viện trợ nhân đạo tại giải Gaza. Ngoại trưởng Ai Cập Samek Shouri đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian về những diễn biến mới nhất ở giải Gaza, cũng như những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại vùng đất của Palestine. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Shouri nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và bền vững nguồn viện trợ nhân đạo ở Gaza, đồng thời kêu gọi thành lập một cơ chế của Liên Hợp Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và giám sát hàng viện trợ nhân đạo. Nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu các bên xung đột đang diễn ra cho phép và tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, an toàn và không bị cản trở trên quy mô lớn cho người dân Palestine tại Gaza nghị quyết cũng kêu gọi dừng ngay các hoạt động thù địch để cho phép tiếp cận hàng viện trợ an toàn và không bị cản trở. Hai ngoại trưởng đã đánh giá tình hình an ninh và nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở giải gaza. Hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực quốc tế nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo của người Palestine vốn đang ảnh hưởng đến Ai Cập. Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở giải gaza đang bị phong tỏa. thưa quý vị nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên vtc news ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại